Trong thời đại ngày nay Đại sư Ấn Quang dạy chúng ta Thành lập đạo tràng nhỏ Nhân số không quá hai mươi người Vì sao vậy? Dễ duy trì Hai mươi người Hai ba vị hộ pháp chăm sóc là đủ Công đức chân thật Có thể duy trì cuộc sống là được Nhất tâm niệm Phật Không có ai không thành tựu Tôi nghĩ tư tưởng này của Đại sư Ấn Quang Có nguồn gốc Trước đây Trong Tây Phương xác Chỉ Có ghi chép Bồ Tát Giác Minh Diệu Hành Họ chỉ có tám người Cùng chí hướng Cùng nhau niệm Phật Cả tám người đều giảng sanh Đại sư Ấn Quang mở rộng nó thêm một chút Hai mươi người Đừng có hai mươi người Đạo tràng nhỏ Mái nhà tranh Nhìn bên ngoài không bắt mắt Người ta cũng không coi trọng quý vị Quý vị sẽ bình an thật thà niệm Phật Năm ba năm Người người đều giảng sanh điện thì dưới cực lạc làm phật chính xác nếu có bốn mươi người thì sao phân thành hai đạo tràng nhỏ sáu mươi người thì chia thành ba đạo tràng nhỏ bình thường cũng không cần lui tới mỗi người tự mình tu mọi người thi đua xem ai giảng sanh trước Phương pháp này rất hay Đại sư Ấn Quang nghĩ đến phương pháp này Đáng để chúng ta cực lực đề xương Vì chúng ta phải biết xã hội hiện tại Đánh mất nền giáo dục luân lý đạo đức Nhân quả quá lần Mọi người từ nhỏ không được học Nhiều người ở cùng nhau rất khó khăn Rất phức tạp, nhiều người rất phức tạp Càng ít người càng tốt Quan trọng nhất là điều đầu tiên trong lục hòa kính Kiến qua đồng giải Nếu không thực hành được lục hòa kính Là không thể được Nhiều nhất không quá hai mươi người Ít Thực tế mà nói Ba người, năm người không ít Mười người, hai mươi người không nhiều Không quá hai mươi người Thơ Khanh Nếu nghe kinh Chỉ một bộ kinh vô lượng thọ Dùng CD của chúng tôi là đủ Thật sự đến thế giới Tây Phương cực lạc Không phải giả Chính là một bộ kinh Một câu Phật hiệu Buông bỏ dạng duyên Nếu muốn hỏi Chúng ta có cần đặt ba nền móng này chăng Không cần nữa Vì sao không cần Vì quý vị đã đến thế giới cực lạc để làm Phật Ba năm là thành Phật Quý vị cần những điều này làm gì Ai cần nếu muốn lưu lại thế gian này Người hoàng pháp lợi sanh cần Họ phải làm gương cho người khác thị Như vậy thì cần phải học Không muốn ở lại thế gian này Nhất tâm cầu giảng sanh Vậy thì không cần học Không cần điều này là sao Vì có đạo cộng giới Có định cộng giới Quý vị xem Trong tâm quý vị chỉ có một câu A-di-đà-phật Một bộ kinh vô lượng thọ Như vậy là quý vị đã đầy đủ tất cả ba nền tảng đều ở trong đó, không ở bên ngoài. Tâm là Phật A Di Đà, những gì quý vị làm đều là Phật sự, Phật sự thật sự. Cuộc sống là cuộc sống của Phật, công việc của Phật. Đổi nhân tiếp giờ không có gì không phải là Phật A Di Đà. Như vậy là đúng. Nhưng chúng ta cũng phải quan hỷ Tán tháng những người phát tâm đại bồ đề Thấy những chúng sanh khổ nạn Cần phải giúp đỡ Những người này không thể nhanh chóng cầu sanh tịnh độ Phải lưu lại thế gian để chăm lo cho chúng sanh tiếp dẫn thêm vài người tiếp dẫn càng nhiều càng tốt đây là có trí tuệ có phước đức có nhân duyên quý vị phải làm như vậy không có nhân duyên là tự lợi có nhân duyên là lợi tha lợi tha không quên tự lợi tự lợi cũng không được quên việc lợi tha Tùy nhân duyên tùy sức lực. Khiến Phật pháp thường trú ở thế gian. Thường trú thế gian, đời này qua đời khá có nhân tài tiếp tục truyền bá pháp môn này. Không có người tiếp tục truyền bá, pháp duyên này đến chúng ta là đức Đoạn. Chúng ta không xứng đáng với Phật Cũng có lỗi với lịch đại tổ sư Cho nên sự truyền thừa của Phật Pháp là diệt lớn Ngày xưa nói Bất hiếu có ba Vô hậu lớn nhất Trong Phật giáo truyền thừa là diệt lớn Nhất định phải có người truyền thừa việc truyền thừa là sự nghiệp của bồ tát đại sư ấn quang đây là vị tổ sư thời cận đại chỉ thị của ngài vô cùng chính xác cần phải giữ vững đạo tràng nhỏ hai mươi người vì phổ độ chúng sanh hiện nay có biện pháp Không như trước đây Trước đây là tự độ không thể lợi tha Bây giờ tự độ có thể lợi tha Chúng ta ở trong ngôi nhà tranh Nối mạng internet nữa là được Việc tu học là Chúng ta cùng nhau học tập kinh giáo Dùng phương pháp truyền bá qua mạng internet Chúng sanh có duyên trên toàn thế giới Xem trang mạng của quý vị đều là chúng sanh có nhân duyên Như vậy đã tự lợi cũng có thể lợi tha Phật Pháp không có bản quyền Nếu có đài truyền hình quan hỷ Lấy từ mạng internet chuyển qua phát sóng ở truyền hình như vậy lợi ích chúng sanh càng rộng hơn đều là việc tốt